Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Trung Quốc giúp Campuchia nâng cấp quân cảng Rim, Việt Nam phản ứng gì? Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận Trung Quốc đang giúp Campuchia nâng cấp căn cứ hải quân của nước này, phát biểu họp báo thường kỳ. Bà Mao Ninh nêu rõ đó là một hoạt động giao lưu bình thường. Theo Nhà Trắng, tại cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu lên những quan ngại về hoạt động của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Dream, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần phải hoàn toàn minh bạch. Cách đây vài tháng, một số nước trong đó có Mỹ đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về hoạt động quân sự của Trung Quốc tại căn cứ hải quân của Campuchia và cho rằng điều đó ảnh hưởng đến chủ quyền nước này, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực đến mối quan hệ Mỹ-Campuchia. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thi Banh khẳng định nước này sẽ tiếp tục hiện đại hóa căn cứ hải quân Rim nằm ở phía nam Biển Đông với sự trợ giúp của Trung Quốc và chính phủ không cần lắng nghe người khác lo ngại về chủ quyền của mình. Ông Thi Banh bác bỏ thông tin cho rằng Campuchia đang trao cho Trung Quốc vị thế độc quyền đối với một phần căn cứ này. Rõ ràng rằng khi chúng ta có khả năng phát triển căn cứ với sự hỗ trợ của các nước khác, chúng ta phải làm vì chủ quyền và phải có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền. Ông phát biểu và nhấn mạnh, Campuchia sẽ không lắng nghe bất cứ ai nói này nói khác, đã quá muộn và chúng ta không phải nghĩ về điều đó nữa. Chỉ cần hướng tới trước và hiện đại hóa căn cứ hải quân Rim. Đại sứ Trung Quốc Dương Văn Thiên khi đó cũng cho biết tại sự kiện động thổ này rằng việc nâng cấp căn cứ không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ có lợi cho sự hợp tác thực tế chặt chẽ hơn nữa giữa quân đội hai nước. Trong nhiều năm qua đã có một cuộc đọ sức lực lượng giữa Trung Quốc và Mỹ ở Campuchia. Vào tháng 11 năm 2018, tại một cuộc họp nội các Campuchia được truyền trực tiếp ra ngoài qua mạng xã hội, Thủ tướng Hun Sen nói tôi đã nhận được thư của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc muốn xây dựng căn cứ hải quân ở Campuchia. Tháng 1 năm 2019, Joseph Fitter, một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam Á và Đông Nam Á, đã đến thăm căn cứ hải quân Dream ở Campuchia và bày tỏ sẽ cung cấp một khoản tiền để giúp Campuchia sửa chữa các cơ sở đào tạo và cầu tàu tại đây. Nhưng đến tháng 7, Joseph Fitter thông báo hồi tháng 6, Campuchia đã từ chối kế hoạch tài trợ của Mỹ giúp Campuchia sửa chữa căn cứ hải quân của mình. Và trên thực tế, Campuchia đã đồng thời chấp nhận khoản viện trợ quân sự 100 triệu đô la mà Trung Quốc cam kết cung cấp. Ngoài ra, vào đầu năm 2017, Campuchia đã hủy bỏ cuộc tập trận thường niên Angkor Sentinel với Mỹ được hai bên duy trì suốt 8 năm qua và tổ chức một cuộc tập trận chung với Trung Quốc mỗi năm kể từ năm 2016. Hàng loạt dấu hiệu khác nhau càng làm cho người Mỹ tin rằng cái gọi là khu thắng cảnh được xây dựng bởi các công ty Trung Quốc ở góc phía tây nam của Sihanoukville trên vịnh Thái Lan chính là một căn cứ quân sự khác mà Trung Quốc phát triển ở nước ngoài. Tuy nhiên, từ những tin tức hiện có, căn cứ đang được xây dựng chỉ là nơi cung cấp hậu cần của Trung Quốc ở nước ngoài. Trong thỏa thuận bí mật được đề cập ở trên, truyền thông Mỹ tin rằng thỏa thuận này cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ này trong 30 năm và sau đó sẽ tự động gia hạn sau mỗi 10 năm. Theo dự thảo thỏa thuận này, Trung Quốc sẽ xây dựng hai cầu tàu mới, một cho Trung Quốc, một cho Campuchia sử dụng. Trung Quốc có thể triển khai nhân viên quân sự, kho khí tài và neo đậu tàu chiến tại căn cứ này. Tin tức cho thấy, mặc dù hiện nay Mỹ và các nước đồng minh đang ra sức vận động Campuchia để cố gắng thuyết phục Phnom Penh hủy bỏ việc cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Dream, nhưng theo tin tức trên các phương tiện truyền thông, sau khi Thủ tướng Hun Sen lần đầu phản ứng rõ ràng về vụ việc căn cứ hải quân Rim vào tháng 11 năm 2018, tốc độ xây dựng sân bay và đường băng đã được đẩy nhanh. Trên thực tế, sự thay đổi thế lực Trung Mỹ ở Campuchia là do trong những năm gần đây, Mỹ thường chỉ trích chính phủ Campuchia về vấn đề nhân quyền và đã không duy trì sự cân bằng tốt giữa mềm và cứng. Trong khi đó, Trung Quốc rất coi trọng chính sách với Campuchia. Có số liệu cho thấy năm 2017, đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia tăng gấp đôi so với năm trước, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Campuchia. Như Trung Quốc đã nêu trong sách trắng quốc phòng vừa ban hành, nền kinh tế và trọng tâm chiến lược thế giới tiếp tục chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành tâm điểm của cuộc đọ sức giữa các nước lớn.
căn cứ hải quân Dream nằm ở phía đông nam Campuchia, vùng ven biển tỉnh Sihanoukville. Xét về ý nghĩa chiến lược, việc Trung Quốc giành được quyền sử dụng căn cứ hải quân Dream có hai ý nghĩa lớn. Một là cung cấp hỗ trợ chiến lược để duy trì cục diện ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Đối với Trung Quốc, tầm quan trọng của việc thiết lập thêm một điểm cung cấp căn cứ hải quân ở Biển Đông lúc này là không lớn. Quan trọng hơn là tác dụng chiến lược của nó. Trước đó, Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ quân sự ở Biển Đông. Nếu giành được quyền sử dụng căn cứ hải quân Dream gần vịnh Thái Lan, về cơ bản sẽ hình thành một mặt trận hình tam giác bao phủ toàn bộ lục địa Đông Nam Á. Một khi tình hình ở Biển Đông và eo biển Đài Loan có biến động, Trung Quốc có thể tiến hành đồng thời các hoạt động quân sự trong phạm vi này. Điều này sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ sự kiểm soát của Hải quân Trung Quốc. Ngoài ra cũng sẽ giúp mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trên eo biển Malacca, có tác dụng chiến lược quan trọng. Thứ hai, Trung Quốc giành được quyền sử dụng căn cứ hải quân Dream cũng là một đòn phản công chiến lược đối với Mỹ. Trước đây, hạm đội 7 của Mỹ thống trị Biển Đông muốn khôi phục không gian chiến lược ở Biển Đông, Trung Quốc phải tiến hành một trận chiến trên biển với Mỹ. Trong cuộc đối đầu trên biển, ngoài sự cạnh tranh của các lực lượng quân sự, việc xây dựng chiến lược quân sự trên biển là lựa chọn thuận lợi hơn để Trung Quốc thách thức vị trí thống trị của quân đội Mỹ ở Biển Đông. Việc lựa chọn căn cứ hải quân Dream, nơi đã diễn ra các cuộc tập trận chung Karat với Mỹ từ năm 2010, là một điểm hỗ trợ cho cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông. Theo một số chuyên gia, bất luận thế nào, Trung Quốc đang trong tiến trình lập căn cứ quân sự đầu tiên ở Đông Nam Á, sau căn cứ đầu tiên của họ cũng là hải quân được thiết lập ở Djibouti thuộc vùng sừng châu Phi vào năm 2017. Trước đó, chính phủ Campuchia cũng đã cấp phép cho Tập đoàn Phát triển Liên minh UDG của Trung Quốc xây dựng sân bay Darasako ở tỉnh Kho Kong, mà khi hoàn thành có khả năng tiếp cận các máy bay quân sự của quân giải phóng nhân dân, từ tiêm kích ném bom cho đến giám sát. Tất cả những sự việc này trực tiếp thách thức ngôi vị siêu cường của Mỹ nói chung, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của nước này có mục đích ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bằng chủ lực trong khu vực nói riêng vì lý do đã rõ, Mỹ đã phải đau đầu trước sự lựa chọn của chính quyền Campuchia, nhất là chính quyền này vào năm 2020, đã phá bỏ hai công trình quân sự do Mỹ tài trợ xây dựng tại Dream để dọn đường cho Hải quân Trung Quốc lập căn cứ. Thế nhưng Việt Nam mới là nước cần phải cảnh giác nhất. Cách đây 3 năm, năm 2019, tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Campuchia do Việt Nam xây dựng tại quân cảng này. Như một sự nhắc nhở, Việt Nam đã cứu Campuchia khỏi thảm họa Khmer Đỏ được Trung Quốc chống lưng đã bị di rời. Lý do Phnom Penh đưa ra là để tránh xung đột với các quân nhân Trung Quốc đã bắt đầu hiện diện. Vào các năm 2012 và 2016, Phnom Penh đã ngăn cản các ngoại trưởng ASEAN đưa ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam và Philippines. Không những thế, Campuchia còn thụt lùi khi phản đối ký vào mọi điều khoản ràng buộc Trung Quốc và các quy định quốc tế liên quan đến Biển Đông. Mới đây, Thủ tướng Hun Sen, người được Việt Nam cưu mang sau khi thoát khỏi Khmer Đỏ và tiếp đó gây dựng để cầm quyền ở Campuchia hậu Khmer Đỏ, thậm chí còn ám chỉ Việt Nam sẽ xâm lược nước ông và khi đó chỉ Trung Quốc mới cứu giúp được. Tại lễ khánh thành Bệnh viện Tai Mũi Họng hữu nghị Campuchia - Hàn Quốc, ông Hun Sen lên án mạnh mẽ Nga xâm lược Ukraine và giải thích sau này nếu một quốc gia hành động như vậy với Campuchia thì Campuchia sẽ phải phụ thuộc vào ai? Tuy nhiên, với việc Campuchia chọn bên hay về phe với Trung Quốc trên thực địa bằng việc cho nước này thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, sự quay lưng của láng giềng phương Nam mới thực sự khốc liệt. Nó đặt an ninh lãnh thổ của Việt Nam vào thế mất còn. Thực vậy, một khi lập xong căn cứ hải quân tại Dream, căn cứ không quân tại Darasako, cũng như các căn cứ bộ binh trên đất Campuchia mà biên bản ghi nhớ giữa tướng Lưu Trấn Lập, Tư lệnh Lục quân Trung Quốc và tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia ký, cho phép dự đoán không mấy khó khăn. Trung Quốc tất sẽ lại nhằm nhè Việt Nam, phần còn lại của quần đảo Trường Sa trước sau khi đã chiếm được đảo Gạc Ma bằng vũ lực vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Nói cách khác, một liên minh quân sự trên thực tế giữa Trung Quốc và Campuchia lấy Việt Nam là mục tiêu đã được thiết lập. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng bấm like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.